Ui, giao dịch thế nào? Phượng đang cầm cái phượng. Có cái nào mang đi anh ơi? À đây, mang vai. À, đấy. Hàng khô đấy, hàng già đấy, kinh điển đấy. Nhiều tiền không anh? 20 xứng đáng đấy nhỉ, xứng đáng đấy nhỉ. Đấy, kim 20. Phượng anh hay quá nhỉ. Đấy, đi bắt về thế. Cái nền rêu đẹp nhỉ. Cái phượng quý nhất cái bộ rêu này. Đổi rêu bỏ đi. Không bỏ sao anh để nó. Bán lại cho anh 200 bộ rêu. Đấy. Không, rêu này bỏ ra cây. Ngồi vui thì không cần rêu. Cho rêu nhá, cây không bao giờ lên, không quan hầm được không lên đâu. Ý đấy. Người ta cây hoàn thiện đi chơi đi trước làm sao vào thiện. Không, cho rêu vào nó không quan hầm được. Cây nó lên đơn giản nhé. Lại đi mua rồi, chết thật. Đấy, cây này cả hai ông bà đều thuận đúng không? Phải tranh cãi gì không? Hai ông bà này đi chơi phải đi mua cây phải khô nhất cái chợ Hà Đông đúng không? Bắt bắt toàn đồ. Ở nhà có cái phượng đẹp lắm. Ngoài ra nhiều cây huyền. Cây là đẹp phải chơi. Chắc là cây ở nhà là cũng hoàn thiện rồi. Chưa hoàn thiện, anh mua lâu rồi nhưng sơi. Đấy. Bắt đi trước thời đại đấy. Đấy, quay trở lại đây cái này. Hàng khô đấy. Kinh nhật. Con này mà lấy riêng làm một con chụp cũng được. Tình cảm. Làm cái 2000. Tùm ai biết thế nào mà nhìn đẹp lắm, giá giá này còn dê hả? Mà nuôi mà sướng 20 à? Hàng khô nuôi sướng. Tháp bút của bác nào đây? À vời. Qua trường anh quay lặng hơi giỏi đấy. Nhà cả nữ là biết rồi đấy. Tháp bút. Bảo đạo là cái chân với cả nhà rất là bê thoải mái. Tắp bút này chả biết bao tiền, vời chạy đến đâu rồi. Ôi, cây này xong phim rồi. À, cả cây này đâu ấy? Mua rồi. Hay quá, cây rất hay đấy, cây này. Anh mua bán lại cho anh đi. Vừa lấy cây của Trung kia rồi. Là cây gì đấy ạ? Vâng, cây này được không? Quá đẹp cây này. Anh về cắt lên đây rồi. Đúng rồi. Cây này nghệ thuật ấy. Cây xanh song siêu nghệ thuật ấy. Khu mua đi vô góc cây này. Đấy. Từ cây này hàng khô rồi. Đúng rồi. Nhanh cũng dành gần như về cắt nốt như vậy này. Cái nhìn khu cây và cái nó đẹp này. Cắt thằng này. Hôm nay cho con gái đi thảo phố à? Ôi giời. Đẹp trai quá. Không cho con đi, anh trả thứ nữa đi không ạ? Chúng làm cái món rêu này đẳng cấp đấy. Đây mà chị về chị bỏ đi.
rêu này là cấy cái rêu non, cấy rêu non nên là nó mướt đấy. Dạ. Triệu dưới ạ. Triệu dưới cái gì? Giá yêu thương mà. Đấy, còn cái ông này mà đây bán giá rất yêu thương. Sôi động quá nhỉ? Đầu giờ sôi động quá. Đó. Giá tiêu tỉnh để cho anh em về mà. Chị chơi chứ phải về lên nhà chị thì biết đi, đồ của bác. Phải buôn bán kinh doanh như các vị kia. Bên đấy thấy cái nào đẹp đẹp chụp về hôm nào lên múc. Đây gây, góc nghiệp nhiều lắm, thằng đồ hàng gặp luôn. Hôm này đúng chơi, là lão làng đi bắt cây đấy. Chơi đồ đặc. Mà cây này mấy phiên trước cứ khen nó đẹp mà không bán này. Cứ khen nó đẹp mà chả thấy ai không ai mua. Đúng không? Em về quê bây giờ em mới xuống ấy. Siêu cảnh này, cảnh. Đúng không? Cây ai chứ bao giờ nó. À, đúng rồi, cái già. Này mua cây cả anh ấy. Già, cái cắt cái kiếp đang coi như là co hết rồi đây này, đây viết cắt thế này. Em nhìn em viết cắt lại như này. Chân này vững chãi, không cần nhiều. Cắt mà. Về cắt thằng này cái gì đẹp ngay. Cái cành xem, cành quay về góc đây. Thế là xong. Cắt cái cây này thì nó không cắt được cái cành này thì. Ừ. Đúng rồi, cái đấy họ cắt từ lâu rồi đấy ạ. Muốn nuôi lại được, cái này nhanh mà. Cắt đây cái đuôi to rẽ ra hai cành, như thế là chưa. Ừ. Đấy. Cái này già. Bà chủ có thấy đúng không? Cắt như này, co rồi, dài thế này. Đúng không? Cắt trên lưng co như này, sẽ như này. Đấy, này, clip này. Đây này, vết cái này. Clip lắm như chắc. Clip hết. Clip hết rồi. Mì vườn. Clip hết rồi. Mím mím như rốn. À, nó bì lắm. Thời gian mới làm được. Hai cây đấy à, thành hai cây đúng không? Làm đây. Một cây, một thân. Ai nói một cây, cây bây giờ bùn cây bây giờ nó phí hơn làm. Đây, đây. Xanh như xanh vậy. Này này. Nam điền rất đẹp, chất điền xịn. Chất điền xịn. Đấy. Đây anh này còn cái khúc này. Quá chúc mừng. Đây bác ấy lấy này. À lấy rồi à? Đâu. Lấy rồi đây. À. Nhường cho anh nốc cái này. À đi. Ôi anh ấy thích cục cục. Em ôm cái cục kia rồi. Làm cục nữa em gì? Còn đang nợ tiền. Nội lực đấy, đúng sở chị ạ. Cứ thích nuôi cái đồ dở ơi, xa lắc xa lờ. Đấy. Nghệ gừng đang mắt sâu đó. Chả tiếc, chỉ thấy nó Mấy triệu. Cả bể đấy. Cả bể là 7 triệu rưỡi. Cả bể là 7 triệu rưỡi. Cách đây mấy tháng. Đâu có dám. Đâu có dám bán đâu, gọi là bán nhưng mà để... Chuyên độc cây, anh à, bà chuyên độc cây. Chuyên gì chị, đây là đang đấy, học thôi. Đấy, khôi mà. À, học về, cây nào cần kéo nè. Mà đã được đi chơi rồi. Đấy, đi ra đi đây đi. Đấy, rồi, chúc mừng hai bác nha. Này kinh kinh điển đấy, người thường tiền đập tiền không anh, là chục tiếng là chục nè, thân thiết thì sướng. Dẻo lắm. Anh tuyệt vời mà đi. Nghệ rừng bắt sâu tuyệt vời. Rồi chúng ta đục cây nhập tâm phết đấy. Mặt cũng bao giờ tươi tỉnh, lúc nào phải nhập tâm vào. Bên ngoài là không cần biết đang có gì luôn. Thank you.
riêng thôi. Riêng thì phải kẹt theo xả nữa. Nhập chở cái này có lặng không? Nghe mà khô mà. Chỉ đặt thôi để khô cho chờ nhẹ mới á. Nước 5 lít nước nữa thì ông tha nào. Thế 5 lít nữa phải khác chứ. 5 lít là 5 cân nước nữa rồi. Đấy. Nghệ nhân nổi tiếng số 1 chợ đang thi triển công lực. Đẹp đấy, tí nữa để quay lại xem kết quả. Có con hàng khô này hay đấy nhỉ. Quê. Đây dưới vừa nãy bảo là mấy đồng, hai đồng mấy chẳng đó. Ghê chứ. Quên là vào đông nước, quên rồi, ngồi đây tí. Chờ búa này lưu tiêu lắm. Vừa múc cái xi 10 đồng của Bắc Trung rồi. Đấy, nợ nần rồi, lại lao vào vòng nợ nần rồi. Các bác ơi, mình toàn là nó khó là mình, thứ nhất là mình chơi mình lười giao lưu, cái thứ hai là khôi mà khôi phải nuôi chứ, hình hài hình cốt rất đẹp nhưng mà phải nuôi chứ, nó lên được tâm ra là nó động cái tiền ở đấy rất là lớn đấy. Không dám lùa vào đâu. Ý tưởng tốt là phải thực hiện ngay. Nào mà đẹp lên thì nó cục là không gần đây này, làm sao mà đẹp được. Thì nó bí cổ. Cổ nó bí cổ. Này ngày trước có cái hoàn thành mộc không? Có. Anh có đi kiểm nếu không? Không à? Bên anh ông nào đi đấy? À được.
kéo kè kim á, kéo cái tường này, kè cưa. Kéo nó khó nhỉ. Bỏ đi á. Ừ, cái tường bên này chứ. Trong này nó là tay một. Nhìn đây nó là khác rồi, bây giờ đây là khác rồi. Bỏ này đi. Dím xuống làm bệ. Đây sao nó xuống dễ mà. Sao nó ra dễ mà. Thì đã.